Hello, mến chào anh em. Thì hôm nay cây mình cây mai qua Tết thì cách chăm sóc của mình là những cây như thế này anh em. Đây, cái này là bông trái rất là nhiều ha. Cái này bông trái nhiều thì mình sẽ cắt bỏ luôn anh em, cắt bỏ lá vẫn trái luôn nha, không có chừa luôn nha. Những cái cây này nó cho bông cho trái nhiều à, mình sẽ cắt tỉa nó bỏ hết luôn nha. Cái này là bông rất là nhiều nè, không có cái nhiều mình tỉa bỏ lá hết nè. Đây là mình tỉa lên cái ngọn luôn, tỉa bỏ hoàn toàn hết. Những cây nó bông ít, nó tốt xinh xê vậy thì mình sẽ chừa lá lại, chỉ mình bấm những cành nhện mà không cần thiết mình mới bấm nha. Nếu cái mai nào mình cưng thì mình xài rốt 2 ha, mình tưới cho lá, mình xịt lên trên thân, trên lá luôn, mình tưới gốc là cây nó mình nó rất là nó phục hồi từ từ lại nha anh em. Không thì thùng Amirot mình tưới từng lễ tưới lần nha. Thì thằng Rot 2 mình xịt những lá nha, là cây từ từ mình nó sẽ phục hồi cái lại. Hay những cây mà cây lá dày là mình sẽ chừa lại nè, chừa lại mình không có cắt bỏ tàn hết nha. Còn đây những cây này nó chỗ bông quá nhiều thì mình loại bỏ hoàn toàn luôn anh em, cắt bỏ chân luôn nha, không có chừa cái chân lại. Nếu chừa cái chân lại cây nó vẫn si nha, nó ra chồi mới nó mới tốt cây lại nha. Vậy là mình làm xong mình xịt dưỡng lá rồi, dưới gốc thì mình tưới cái Amirot hoặc Rot 2 ha, thì cây nó sẽ từ từ phục hồi trở lại. Những cây này là nó tốt, đặc biệt là ở dưới nhiệt cồn hết anh em. Đây nè, nó khuất gió là cây của mình nó dở nha, cây mình nó sâu sát lắm. Những cây này nó bị đọt nè, đen đọt nè. Còn mấy cây này là có hàng chuối này nó sẽ che lá lại, nó che gió lại, thì cây mình nó không có vấn đề gì hết ha, nó vẫn tốt bình thường. Bởi vì ở dưới miệt cồn này là hơi nước mặn á, lên nó sẽ hư lá, nó cháy lá. Thì mình cắt tỉa vừa xong là mình xài Amirot là ok nha anh em. Amirot bình thường nó tầm 450-500 trở lại, 5 lít. Mình tưới cho nó từng lễ 10 ngày, mình tưới 1 lần 10 ngày hoặc 20 ngày mình tưới 1 lần thì cây mình từ từ nó sẽ đi đọt lại nha. Cây nó ra bông thì nó mất sức rất là nhiều nha anh em. Mình tưới cũng từ từ thôi nha, đừng có tưới nhiều quá, cái nhiều quá cũng không có tốt cho cây đâu nha, nó sẽ phục hồi từ từ lại. Hôm nay mình làm với 5-6 anh em ha. Út nhảy lại đây, nhảy lên cái ghế nè tước con, có cao có thấp rồi để ngồi, hồi thiếu ghế là đứng lên không có được á. Cái có trên dưới vậy để hồi nó đùng công chuyện là mà không được. Mất giờ, dần giờ. Mình chia sẻ anh em đây, mình tạm biệt ha. Tạm dừng đây.